Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của xe máy Hành Tâm. Thì hôm nay bên mình mới vừa về một con Vario 2020 siêu lướt. Thì mình sẽ nhờ bé An sẽ giới thiệu sơ sơ về chi tiết con xe cũng như sẽ báo giá cho các bạn nha. Xin chào mọi người. Thì cửa hàng của An vừa về con Vario phiên bản đời 2020 125 này nha các bạn. Thì hôm nay vừa về luôn thì An review cho các bạn xem luôn nha, giới thiệu cho mọi người luôn nha. Thì đây là phiên bản Vario 125 đời 2020, giá của nó là 39.500.000. Rồi, 39.500.000 nha các bạn. Xe mới về siêu đẹp siêu lướt luôn nha các bạn. Xe này mẫu này rất là đang hot luôn các bạn. Xe còn rất là đẹp luôn các bạn. Màu xe này là màu xanh nhám nha các bạn ơi. Xe này còn rất là đẹp luôn. Như mới vậy đó. Hình như là chủ cũ đã dán keo nguyên con luôn nha các bạn. Đó, những cái này là chủ cũ đã dán keo nhám nha các bạn. Đó, thì chủ cũ dán keo nguyên con. Tình trạng cơ bộ là đẹp như mới luôn các bạn ơi. Ha. Ốc này kia là cái lăng chỉ màu vẫn còn nguyên si luôn nè các bạn. Đó. Đó, lăng chỉ màu vẫn còn nguyên si luôn. Nói chung là xe này xe lướt rồi. Thôi An mở ốp đô lên cho các bạn, báo tình trạng ốp đô cho các bạn luôn đi em. Dạ. Ốp đô con này chỉ mới có 3.444 km thôi nha các bạn. 3.400. Xe siêu lướt luôn. 3.444 km. Rồi, chính xác. Rồi chìa khóa rồi còn đủ phụ kiện không em? Dạ còn đủ phụ kiện luôn nè anh. Đủ hai chìa luôn ha. Đủ hai chìa luôn chính. À, đủ hai chìa với cái chống trộm của cái báo xe tìm xe nè. Đầy đủ. Rồi thôi mình sẽ quay chi tiết ha. Tại vì này là mình chủ yếu mình tập trung báo giá cái con này, báo chi tiết con xe này, nên mình sẽ quay chi tiết cho các bạn ha. Quá càng luôn. Xe này nó cũng không khác gì xe mới luôn nha các bạn. Đó, lăng chỉ màu của con xe vẫn còn nguyên và tất cả các gai gió phía thế này là vẫn còn nguyên. Xe đi đúng sát bao đúng sát nha các bạn. 3.000. Ốc này kia cũng còn rất là mới. Nói chung là tình trạng là như mới luôn nha các bạn. Màu xanh nhám rất là hot. Thì thường cái màu vàng cát nè, màu xanh nhám là hai màu hot nha các bạn. Rồi con này hiện tại là giá là 39.500. Giá mới hiện tại nó là bao nhiêu vậy bác An? Dạ, giá mới hiện tại của thị trường bây giờ là dao động từ 45 tới 47 triệu. Thì là chưa tính thuế các bạn, nếu mà tính thuế luôn cũng tầm 3-4 triệu nữa thì cũng lên 50 triệu á. Thì chiếc xe này mình mua nó rẻ hơn rất là nhiều, tiết kiệm chi phí rất là nhiều luôn á các bạn. Là xe lướt chạy mới nhưng mà sẽ tiết kiệm hơn được cũng khá là nhiều ha, 7-8 triệu. Rồi nếu mà có chính sách bảo hành gì không em? Dạ. Nói chính sách bảo hành cho các bạn luôn đi. Dạ. Thì An nói chính sách bảo hành bên xe bên An luôn ha. Thì xe bên An bảo hành là động cơ 6 tháng, còn ắc quy thì 3 tháng. Thì còn sẽ vệ sinh, sẽ thay nhớt miễn phí một lần chính hãng với các bạn nữa. Sau đó là sẽ vệ sinh xe với các bạn khi mua. Và có những cái chế độ ưu đãi hậu mãi sau này nữa. Chẳng hạn như là vệ sinh nồi lọc gió các bạn chọn đời luôn với các bạn. À, là vệ sinh nồi lọc gió, là nồi lọc gió là nào ta? Hai này ha, vệ sinh cái này nồi và lọc gió sẽ được vệ sinh trọn đời ha, vệ sinh được vệ sinh trọn đời nha các bạn. Đó. Ồ, khá là ngon. Tại vì thường á những cái dòng Vario này thì khi mình chạy một thời gian á thì nó sẽ bị dơ và nó bị hay lỗi rung đầu hoặc là chạy không còn ngon. Thì lỗi là do nó dơ nồi, thì bên xe máy Thành Tâm sẽ cố gắng vệ sinh cái phần đó miễn phí cho các bạn. Đó, để mình duy trì cái hoạt động xe tốt nhất, độ vận hành y máy tốt nhất nha các bạn. Rồi. Thì hôm nay là cái clip này chủ yếu là mình giới thiệu con xe này thôi, tại vì cái con này á là rất là hot, vừa về là bán thôi, nên là nó vừa về là mình và bé An tranh thủ review liền chứ để không chút xíu bán mất tiêu, không có xe review. Đó, thì Vario bên mình cũng còn rất là nhiều nha các bạn. Đó, 150 còn nhóc hết trơn luôn. Thì để khi mà đăng nhiều xe chút xíu nữa thì mình và bé An sẽ làm một cái clip là báo giá tổng hết luôn các dòng xe Vario cho các bạn nha. Rồi. Chào mọi người. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe, like, share ha, để theo dõi nhiều xe bên mình hơn nữa nha. Rồi cảm ơn các bạn.